오늘 밤늦게까지 질문 다 받아줄 테니까 하십시오. Hôm nay các anh cứ hỏi hết đi, đến khuya cũng được, tôi nhận hết câu hỏi luôn. Ask all questions till midnight. I can answer them all. 밤도 아니고 오늘 못 넣은 게 불만이었어요. Tôi có không hài lòng là bạn Toàn bạn không ghi bàn. The question is there something that you didn't feel good with the game tonight? And I feel that Văn Toàn, he didn't score any goal today. 농담입니다. 너 또 놀이 놀냐? I was just kidding. 서로 진담해 주시죠. 전반 초반에 조금 우리가 볼 점유율을 높였어야 되는데 볼 점유율을 전반 초반에 높이지 못한 부분이 조금 불만이지만 뭐 대체적으로 뭐 경기에 뭐 더 선수들이 가지고 있는 전술적인 임무는 다 수행해 줬기 때문에 볼 점유율을 전반 초반에 조금 하지 못한 게 조금 불만입니다. Tôi cũng có cái điểm hơi không hài lòng một chút, đó là cái phần đầu trận ấy, nghĩa là cái phần đầu tiên của hiệp 1 thì đáng ra chúng ta phải cố gắng làm thế nào để chiếm giữ được cái bóng nhiều hơn, nhưng mà chúng ta đã không thực hiện được cái điều này. Chứ còn về mặt thực hiện cái nhiệm vụ, về mặt chiến thuật thì tôi nghĩ là tôi hài lòng với toàn đội. 우리가 의도하지 않는 여러 가지 또 문제점도 나타납니다. 또 그리고 그 문제점이 선수들한테 팀에 또 문제점이 노출될 수도 있고 또 언론이 많이 그 훈련 중에 하다 보면 우리가 하고자 하는 훈련이 집중력이 생기지 않습니다. 그래서 그 부분은 좀 미디어들이 좀 양해해 주시기 바라고 또 우리 베트남 축구협회와 저도 항상 미디어와 원만한 소통을 하기 위해서 더 노력하도록 하겠습니다. Đối với tôi thì đối với vấn đề về báo chí thì tôi nghĩ là tôi cũng là một người luôn luôn sẵn sàng cởi mở để gọi là trao đổi thông tin thôi. Tuy nhiên là chúng ta cũng biết là nhiều khi nếu như nó quá mức thì nó cũng sẽ gây ra những một số các vấn đề mà chúng ta không muốn. Thậm chí là có những vấn đề nó cũng thể ảnh hưởng đến cái cầu thủ. Đặc biệt là trong cái quá trình luyện tập, tôi nghĩ là nếu như nó quá nhiều chẳng hạn thì nó có sẽ cũng gây ảnh hưởng chung đến cái sự tập trung của các cầu thủ. Cái điều này tôi rất mong muốn là báo chí và các báo chí cũng thông cảm với chúng tôi. Còn tôi cũng như liên đoàn luôn luôn mong muốn rằng là có những cuộc trao đổi đầy đủ với báo chí và ngôn luận. Next Sport luôn đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.